Xin chào, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Dini Auto. Trước mặt quý anh chị đây là một chiếc xe Mitsubishi Triton đời 2022. Thì trên nó khách hàng mang tới đây là một cái mẫu thanh thể thao, một cái cánh gió và một chiếc nắp thùng cuộn cơ như thế này để thanh lý. Thì Lợi sẽ lên một cái video thật là chi tiết để nếu quý anh chị em nào chúng ta đang thích một trong những cái sản phẩm ở đây thì có thể là xem thật kỹ video và ra quyết định mua hàng luôn. Còn nếu mà quý anh chị em chúng ta xem xong mà có bất kỳ cái câu hỏi hay là cần làm rõ thêm cái chi tiết nào thì xin vui lòng cứ liên hệ với nhân viên tư vấn nhé. Bây giờ Lợi sẽ đưa quý anh chị em chúng ta cùng đi xem thật là chi tiết về những cái sản phẩm đang có trên xe này. Cái mẫu thanh thể thao và cánh gió như thế này sẽ ráp được cho xe Mitsubishi Triton từ đời 2015 tới 2024. Cái nắp thùng cuộn cơ này cũng vậy, ráp được cho xe Mitsubishi Triton từ đời 2015 tới 2024. Và đặc biệt là cái mẫu nắp thùng cuộn cơ như thế này thì nó có thể ráp cho cái xe có thanh thể thao, đó, tức là bản Triton Unleashed như thế này, hoặc là cái xe không có thanh thể thao vẫn có thể ráp được cái mẫu nắp thùng cuộn cơ như thế này mọi người nhé. Nên là mọi người đừng có ngại nếu mà xe của chúng ta đang không có cái thanh thể thao như phiên bản Triton Unleashed như thế này thì vẫn có thể ráp được cái mẫu nắp thùng cuộn cơ này. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi xem chi tiết nhé. Như quý anh chị thấy ở đây là một cái mẫu thanh thể thao dành cho Triton Unleashed, đấy, bản cao cấp nhất của Mitsubishi Triton nhé. Thì cái mẫu này thì thanh thể thao này còn rất là đẹp luôn, gần như là nó không có bị xước lớn nha. Cái màu sơn của nó mọi người có thể nhìn thấy nó rất là đồng đều, và cái chỉ này thì màu cam. Đây là đề can dán vô nha, còn rất là đẹp luôn, gần như không có bị hư hại gì hết. Cái màu sơn thì cứng, cáp, không có bị nứt, không có bị chảy. Tất nhiên nó chỉ có những cái chảy xước rất là nhỏ thôi. Thì nếu quý anh chị em nào chúng ta đang có một chiếc xe Mitsubishi Triton từ đời 2015 tới 2024 mà thích lên cái thanh thể thao như thế này để cho cái xe của chúng ta nó trông nó không có bị hụt. Đó, rất là nhiều người chúng ta không thích cái xe nó bị hết cái cabin nó hụt xuống luôn. Đó, thì chúng ta có thể là suy nghĩ đến cái việc là ráp một cái thanh này. Thanh này thì bên DNA Auto sẽ thanh lý với cái giá rất là rẻ thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi về cái cánh gió phía đằng sau ha. Thì cái chất lượng của nó cũng còn rất là ok, không có vấn đề gì hết. Đó, nước sơn này còn rất là đồng đều ha. Phía bên trong này thì nó là cái cuộn. Cuộn này hiệu là VK Roller. Cái hiệu VK Roller hiện tại thì nó thiết kế cũng tương đương với cả các cái dòng khác ở trên thị trường, giống như là Alpha hay là Option thôi. Các cái phụ kiện Lợi thấy ở bên ngoài thì nó khá là tương đồng với nhau. Cái cuộn này thì đây, mọi người thấy là khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ có một cái lò xo nó cuộn vô như thế. Và cái lò xo này còn rất là tốt nha, tại vì là nó cuộn vào mà không có cần một cái lực đẩy gì hết của chúng ta, tức là mình không có cần tác động cái lực gì vô hết. Đó, nó tự động nó cuộn vào một cách rất là dễ dàng ha. Để Lợi làm lại cho mọi người coi ha. Đây, khi mà muốn mở ha, chúng ta nhấn nút nè, nó sẽ có một cái nấc ở giữa khi để cho cái nắp cuộn nó đứng lại. Khi chúng ta muốn nó vào hết thì chúng ta phải nhấn thêm một lần thì nó sẽ chạy vô bên trong như giống như vậy ha mọi người ha. Thì ở cái bên trong này nên cái phụ kiện của nó thì còn rất là đầy đủ ha, không có thiếu một cái phần gì luôn, không có thiếu một cái phần gì luôn mọi người nhé. Chúng ta mua về là chỉ có việc ráp vô thôi. Nếu mà quý anh chị nào mà qua bên DNA Auto thì chúng tôi sẽ miễn phí ráp cái thanh thể thao hay cái nắp thùng này lên trên xe của quý vị luôn ha. Đó, còn nếu mà anh chị em nào ở xa thì chúng ta mua về thì bên DNA Auto sẽ gửi đầy đủ các cái phụ kiện để quý anh chị có thể là thuê một cái xưởng hay cái gara nào đó để lắp đặt, hoặc quý anh chị em nào mà rành về kỹ thuật thì có thể tự lắp đặt được luôn ha. Đặc biệt đó là cái nắp này còn hai cái chìa khóa zin luôn, hai cái chìa khóa zin nhé. Để Lợi cho mọi người biết là cái cách hoạt động của cái chìa khóa và cái ổ khóa này nha. Khi mà chúng ta vặn coi như là khóa cái nắp thùng cuộn á thì chúng ta nhấn ở đây, nó rất là nhẹ, tức là cái ổ khóa lúc đó nó không có tác động được vào hai cái ngàm ở hai bên thì chúng ta sẽ không mở được, cái nắp thùng nó sẽ đứng chắc chắn ở đây ha. Khi mà chúng ta muốn mở thì chúng ta đưa cái chìa khóa vào cái ổ khóa, xoay ngang cái ổ khóa ra, chúng ta rút cái chìa ra nha, tại vì đây nó là cái nút bấm luôn ha, thì chúng ta bấm vào, nó xuống, đó thì nó sẽ chạy vô mọi người ha. Nó sẽ chạy vô cái nấc giữa, chúng ta bấm thêm một lần nữa nó sẽ chạy vào bên trong ha. Ok. Nắp thùng cuộn cơ VK Roller
thì nó được làm hoàn toàn là bằng nhôm luôn mọi người ha. Cái nước sơn của nó thì còn rất là đẹp. Khách hàng thì cái xe này còn đi rất là ít, nó chỉ có những cái chảy xước nhỏ thôi, ok, không có chảy xước lớn, mọi thứ đều hoạt động rất là bình thường, tốt. Thì Lợi đã đưa quý anh chị chúng ta đi xem chi tiết về cái thanh thể thao, cánh gió và cái nắp thùng. Thì nếu quý anh chị em nào chúng ta đang muốn mua những cái sản phẩm này với những cái giá rất là tiết kiệm thì có thể liên hệ ngay với nhân viên tư vấn tại Dini Auto. Chúng tôi sẽ tháo cái bộ thanh thể thao, cánh gió và nắp thùng cuộn này ra ngay sau video này. Nếu anh chị muốn xem thực tế có thể ghé trực tiếp cái xưởng của Dini Auto để chúng ta xem tình trạng thực tế của sản phẩm. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.